Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Video hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái bộ súng vá lốp và hướng dẫn sử dụng. Cái súng vá lốp này thì trước tiên là nói về cái ưu điểm của nó so với này vá dùi. Thì sau khi mà cái đạn này bắn vào trong thì cái mũ này nó sẽ chụp lấy phía bên trong, thì nó sẽ vượt trội hơn so với vá dùi là ở cái điểm này. Cái tán này nó sẽ chụp từ bên trong lốp ra, thì cái miếng vá nó sẽ tương đương với miếng vá trong của cái lốp xe, và khi vá rồi thì nó hoàn toàn là yên tâm, không thể nào mà ra hơi được. Nó sẽ tốt hơn cái miếng vá dùi. Vá dùi thì mình chỉ dùi miếng vá vào rồi rút dùi ra thôi, thì mọi cái độ giữ hơi tốt đều là ở cái keo thôi. Còn đối với cái vá này thì cái miếng vá nó như hình lấm như thế này, thì khi vào thì hơi càng căng thì nó sẽ lén vào phía bên trong của cái thành lốp, nó sẽ giữ hơi tốt hơn rất nhiều, và nó cũng tương đương giống như đối với mình sử dụng miếng vá ở phía trong. Đầu tiên để sử dụng cái loại súng này ấy, thì mình cần phải chuẩn bị một cái lọ nhớt để bôi trơn. Cái này đi theo bộ của nó này, hoặc là các bạn có thể sử dụng nước rửa bát cũng được. Đấy, thì nó có hai loại miếng vá, miếng nhỏ và miếng to. Đây, cái này thì mình sử dụng miếng vá to thì mình sẽ sử dụng đầu súng to. Đầu tiên là mình sẽ tháo cái đầu cò này ra này, bấm cái cò này vào này, đấy, cho nó ấy, và sau đó là ấn cái miếng vá vào trong này để ta bôi cái keo vào đây trước. Đấy, sau đó là cho cái miếng vá này vào, dùng chính cái tô vít dùi này, cái dùi này, để ấn cái miếng vá này vào trong. Sau đó là cho cái đầu này vào, vặn lại. Tiếp theo là mình dùng một viên đạn dẫn hướng này, mình lắp lên đây để mình nhấn vào cái lốp. Rồi ở trên cái lốp như thế này, đây là một cái vết thủng của cái lốp này. Thì ta dùng cái dùi này, ta dùi vào, vừa là tạo dẫn hướng và vừa là làm sạch cái vết bẩn ở trong cái lỗ thủng van này. Sau đó là mình bôi keo vào đây. Rồi dùng cái súng đã lắp đầu đạn này, dẫn thẳng vào đây. Sau đó là bóp cò để đẩy cái đạn ra. Rồi rút cái súng ra ngoài. Đấy, sau khi mà rút cái súng này ra rồi này, thì ta lấy kìm ta rút cái miếng này ra. Khi rút ra được 3 ngấn thì dừng lại. Đây là 1 ngấn, 2 ngấn, 3 ngấn này. Đấy, và sau đó là cắt cái này đi là xong. Đây, cắt nó đi.
Đấy, và việc tiếp theo giờ là bơm vào và thử. Đấy, như vậy là đã xong. Rất là đơn giản thôi. Các bạn nhớ cắt cái này bằng này nhé. Đây, chọn một cái bộ của nó là bao gồm một cái dùi này, một cái chìa để tháo van này, một cái súng này, súng có hai đầu đạn này, có đầu to và đầu nhỏ này, và một túi đạn đi cho đi kèm theo này. Ngoài ra thì các bạn có thể mua thêm cái túi đạn này. Bên mình có bán theo, các bạn có thể sử dụng cái túi đạn này. Đấy, đây là chọn một bộ này. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nếu đặt mua hàng thì vui lòng xem link trên dưới video nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho các cái video tiếp theo của mình.